Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng tôi ngày hôm nay và sự trở lại với hai khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là anh Bình Trần. Anh là chuyên viên cho mượn tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại, và bên cạnh anh là anh Kevin Huỳnh, anh là broker, là chuyên viên địa ốc tại San Diego. Chào hai anh. Chào chị Vân Anh, Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Chào Kevin. Em chào chị Vân Anh, chào anh Bình và chào khán giả. Chúng ta đang bước vào những ngày lễ cuối năm rồi, hai anh có những cái plan gì cho cuối năm không? Đi chơi xa hay là có những cái chương trình gì không anh đặc biệt? Em thì chắc cũng không có plan gì nhiều đâu chị, tại cả năm thì em mọi hàng như tháng nào em cũng đi travel tại ở tiểu bang khác, thì chắc cũng có một chuyến đi qua bên tiểu bang Texas để mà cảm ơn những người làm ăn chung với mình trong suốt năm vừa qua đó. Dạ, chỉ có vậy thôi, sau đó thì về lại đây để mà dành thời gian cho gia đình. Dạ vâng, Kevin. Em thì cuối năm thì cũng giống như anh Bình, nhưng mà Kevin ở đây, Kevin không có xa với anh Bình. Kevin thì cũng có cảm ơn khách hàng, rồi bạn bè, rồi là coworker rồi đó. Yeah. À, anh Bình ơi, được biết là công ty của anh Bình đó cũng có nhiều chi nhánh ở các tiểu bang khác, phải không anh? Ngày hôm nay thì chúng ta đã có bao nhiêu chi nhánh tại các tiểu bang khác rồi anh? Dạ thì nói chung là cái company của tụi em có được, để coi, văn phòng thì tụi em có ở California, không tính rồi ha. California tụi em có ở Texas, có ở Arizona, Colorado, Utah, Washington, Arizona. Dạ, như có một cái văn phòng ở Missouri nữa chị. Nhưng mà thường thì em chỉ đi qua lại giữa California với Texas nhiều. Dạ vâng. Xin chúc mừng cho công ty mà anh Bình Trần cũng như là chuyên viên cho mượn tiền mua nhà, cơ sở thương mại thật là thành công trong năm 2019 và sẽ có thêm nhiều những chi nhánh ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ. Có được cái sự phát triển như vậy là tại vì anh có dày dặn nhiều năm kinh nghiệm, phải không anh, trong làm việc, và bên cạnh đó là phải có một cái sự uy tín với khách hàng. Dạ thì cái phần nói chung cái đó cũng là một trong những cái rất là quan trọng chị, nhưng mà một cái yếu tố khác nữa là nhiều khi mình đi ra thì chị cũng thấy ở California mình thì có rất là nhiều cái sự cạnh tranh cũng nhiều. Dạ, có nghĩa là ở đây cái những cái người khách hàng của mình có được sự giúp đỡ của rất là nhiều chuyên viên về giống vấn đề cho vay mượn hoặc là địa ốc. Dạ. Trong khi những tiểu bang khác xa thì cái người khách Việt Nam mình lại có cái nhu cầu cần những cái người giống như tụi em. Cho nên em thấy cái đó là một cái nhu cầu cần thiết, cho nên khi mà phát triển thì tụi em cũng muốn phát triển vào những cái nơi nào mà cảm thấy là giống như mà có được sự nhu cầu của người khách cần mình đó chị. Vâng, nói như vậy để thấy rằng chúng ta ở California, ở San Diego thì chúng ta là người mua nhà sẽ có được nhiều sự tiện lợi hơn là ở các tiểu bang khác. Chúng ta có rất là nhiều chuyên viên địa ốc để chúng ta có thể gọi để mà nhờ họ mua cho chúng ta một căn nhà. Và thưa quý vị, cái sự chọn lựa là ở quý vị. Chúng tôi chỉ xin giới thiệu đến quý vị là quý vị có thêm cái sự chọn lựa, trong đó là anh Kevin Huỳnh là chuyên viên địa ốc, cũng như là anh Bình Trần là chuyên viên cho vay mượn tiền mua nhà. Chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi cho hai anh bất cứ lúc nào. Và trở lại với chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng ta ngày hôm nay thì cái topic của chúng ta ngày hôm nay là đề tài gì anh? Dạ thì topic bữa nay là nói chung là trước tiên là tụi em cũng cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ tụi em trong thời gian qua. Một phần nữa em cũng đem đến những cái tin tức mới cho năm 2019. Nói chung là năm 2018 đã bước qua vào cái tháng cuối cùng rồi, chuẩn bị bước qua tháng cuối cùng rồi, thì tụi em cũng muốn là 2019 sẽ là chuẩn bị cho những cái hướng đi mới của mình, cũng như là của giúp đỡ cho cái cộng đồng mình. Dạ vâng. Thì mời anh có thể update những cái tin tức trong năm 2019 với quý vị, và một trong những đề tài mà anh nghĩ là quan trọng nhất mà chúng ta cần chia sẻ ngày hôm nay. Dạ, nói chung là cái nghề của em là nghề về vấn đề cho vay mượn, cho nên có nghĩa là cái update của em chắc chắn sẽ là về vấn đề anh là chủ nợ không anh? Em thiếu nợ chứ không là chủ nợ. Thì 2019 thì cách đây khoảng 2 hôm thì có nghĩa là government có ra một cái news mới, có nghĩa là cái loan limit có nghĩa là số tiền mượn được tăng bắt đầu từ tháng giêng 2019. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là chính phủ thấy được một điều, có nghĩa là cái thị trường real estate mình cho dù cái tiền lợi đang trong lúc đi lên, nhưng mà cái nhu cầu mua nhà
cũng cần thiết. Cho nên chính vì vậy cái số tiền mượn cũng sẽ tăng lên theo để chi, để cho để mà đáp ứng tới cái vấn đề tiện lợi cũng như là tiện cho những cái có người có nhu cầu để mà mượn tiền mua nhà đó chị. Tại vì giá nhà cao quá phải không anh? Cho nên cái loan limit nó phải cao lên. Phải dạ đúng rồi chị. Dạ, vâng. Thì khi mà cái giá nhà lên như vậy á, bắt buộc á là chính phủ phải make lại gọi là một cái gọi là cái adjustment lại. Có nghĩa là chi, để khi mà những người khách hàng của mình ra mượn tiền, tại vì khi có những cái limit mà khi mình quá cái số tiền đó thì những cái loan đó chính phủ sẽ không mua lại được. Như vậy thì cái benefit của cái việc này là sẽ người mua nhà được hưởng hay như thế nào anh? Dạ thì như em nói cái benefit như thế này là tại vì nếu mà mình không có hiểu rõ thì vấn đề là đa số những cái số tiền mình mượn của ngay cả từ ở đây hay là bất cứ nơi nào của nước Mỹ, đa số là chính phủ sẽ mua lại những cái loan đó từ những nhà băng. Thì tại sao mua lại nhà băng để chi? Để nhà băng tiếp tục có tiền để cho những người mượn tiền để mà mua nhà. Thì khi những cái mortgage cao giống như California mình đi, cái giá nhà tiếp tục đi lên. Thì nếu như mà cái giá nhà đi lên mà cái số tiền mượn không lên. Được lên được á, thì có nghĩa quá cái limit thì chính phủ lại không mua được. Mà không mua được có nghĩa là nhà băng bị ứ động với vấn đề không có tiền để mà cho vay. Cho nên khi tăng lên có nghĩa là có thêm cái khoản cái đó là cái giá put cushion đó để mà chính phủ mua lại những cái loan thì tiếp tục để nhà băng có tiền tiếp tục để cho vay tiếp cho người khách của mình chị. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái chi tiết rất là hay mà chúng ta cũng cần biết để khi mà quý vị cần mua một căn nhà cũng để ở cũng như là investment, tức là đầu tư. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh, chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào khi quý vị có tất cả những câu hỏi liên quan đến địa ốc. Anh Kevin có bảo bổ túc gì trong vấn đề này không anh? Thì Kevin cũng muốn cảm ơn quý vị đã đủ ủng hộ Kevin và anh Bình mấy năm mới qua thì thôi. Sao thì như vậy Kevin nghĩ thí dụ như cái vấn đề mà khi mà cái tiền loan limit lên nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về cái vấn đề địa ốc hả? Theo Kevin thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều gì mấy, nó sẽ benefit cho cái người mượn tiền thôi, nó sẽ tốt hơn, tại nó còn một cái chương trình khác mà nó dễ hơn, mình có thể mượn cao hơn, thì có thể em nghĩ Kevin nghĩ thì tốt hơn thôi. Nói chung cũng như Kevin vừa mới nói với quý vị á, là có nghĩa là vấn đề địa ốc lên đi nữa thì vấn đề ngay cả vấn đề tiền cho vay lên nó cũng sẽ benefit, nói chung là consumer. Có nghĩa là sao? Có nghĩa cho dù bây giờ tiền lời quý vị có thấy đi lên đi nữa thì có nghĩa là chính phủ cũng expect giá tiền nhà vẫn đi lên. Có nghĩa là không nên dừng, không nên suy nghĩ vấn đề là không nên mua nhà mà phải nên tiếp tục mua nhà, tại đây có thể là lúc tốt nhất, để thời điểm tốt nhất để mình mua căn nhà. Wow, đây là những cái yếu tố rất là thú vị quý vị. Từ nào giờ Vân Anh nghĩ là cuối năm thì không phải là thời điểm tốt nhất để mua nhà. Nhưng mà sau khi chương trình Tức Đất Tức Vàng ngày hôm nay thì Vân Anh lại thấy là càng ít người mua như vậy thì chúng ta là người mua nhà càng có nhiều quyền lợi, càng có nhiều sự chọn lựa hơn nữa, và để chúng ta có thể mang về cho mình một căn nhà như mơ ước. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Bình xin chào tạm biệt quý vị của đài VNTV. Xin chào khán giả.